đang chạy xe rồi nói đây rồi. Bây giờ ví dụ như người như Luli mình ra ngoài ngoài ngoại quốc, mình làm ăn này kia thì mình về nước mình có thể xin nhập vào đảng được không, với điều Nhập kiện được gì? chứ, Thí dụ như và nếu mà tham gia các hội đoàn tích cực trong các hoạt động xã hội, mình vẫn được kết nạp bình thường. nhưng mà cái vụ đó nó điều tra lý lịch có khó không, tại vì nghe nói là đảng là người Tất nhiên ta đảng phải điều nó tra lý lịch phải chứ, anh phải có một cái bản lý lịch trong sạch thì người ta mới điều tra chứ, còn nếu thì mới được vào, chứ còn đảng đâu nhận những cái người mà đầu trộm đuôi cướp hoặc là có cái kiểu tư tưởng phản động. Đảng nó phải chọn lọc từ những con người rất là ưu tú, nó phải là nhiệt huyết với đất nước quê hương, chứ không tư tưởng rình rình vào đảng để đi ăn cắp. Những thành phần đấy là đảng chọn lọc rất là kỹ. mà thành phần mà vào đảng viên như vậy thì mình có còn trí tuệ học cao hay là xong, hay là con cháu cha, hay là có tiền bánh mì hay gì đó không, hay là tùy là làm sao mà họ họ chọn được ra một một nhân vật mà Có chứ, được vào đảng để nó phục tùy vụ? vào môi trường anh làm việc. Nó tất nhiên là, để em giải thích cho anh, nó tùy vào môi trường anh làm việc. Ví dụ đảng viên mà ở dưới quê, anh hiểu không? Dưới những cái vùng quê hoặc là những cái khu vực dân dân cư mình ở đó, thì là mình là con người có nhiệt huyết tham gia các hoạt động xã hội không? Như kiểu bên Mỹ anh ấy có làm những cái buổi dã ngoại hay có những cái hoạt động xã hội nào không, thì người ta sẽ tìm thấy là mình có cái tố chất, có cái lý tưởng vững vàng, có cái bản lĩnh chính trị kiên định, thì người ta sẽ kết nạp anh. Còn đối với những ở môi trường mà cần trình độ học vấn, thì cái trình độ học vấn là cái đầu tiên để xét. Thế nhưng nó lại còn phải xem là cái tư tưởng chính trị, cái bản lĩnh chính trị. Đấy, cái bản lĩnh là gì? Cái bản lĩnh là anh có phải là người có cái lập trường kiên định hay không? Rồi cách suy nghĩ của anh như thế nào? Đấy thì là người ta kết nạp. Còn ở trong bộ ở Việt Nam ấy là như này, nó không phải như của anh là cái đảng đấy, nó chỉ có nó hoạt động là đảng, ai cũng là đảng. Thế nhưng mà ở chỗ em ấy, nó có mỗi một cái nơi làm việc, mỗi một trong một cái môi trường làm việc đều có một đảng bộ, và tất cả những cái đảng bộ đó lại chọn ra những đảng bộ đảng viên ưu tú xuất sắc để đề cử đi lên vào những cái vị trí lãnh đạo đấy. Nó nguyên tắc nó chọn lọc như vậy. Như vậy là bây giờ ở Việt Nam mình nghe nói là khoảng mà Việt Nam có khoảng 4 triệu 5 triệu đảng viên gì phải không Lưu Lý? Đấy là cái số liệu ngày xưa rồi, còn bây giờ nó có thể lên, nó có thể xuống, em cũng không không nắm rõ đâu, nhưng nó cũng xây dựng quanh quanh cái khu vực đó. Tại vì sao? Bởi vì ngày xưa đấy là một thành phần đấy, là một một cái lực lượng rất là đông, đó là những cái bộ đội, những người bộ đội, anh hiểu không? À, những người bộ đội là họ đi. Thực ra ngày đấy thì đảng viên thì nó cũng không cần cái trình độ học vấn quá cao siêu, là vào trong quân ngũ đấy thì có những cái thành tích thì là người ta sẽ kết nạp anh vào trong cái đảng viên là những cái gọi là cái tầng lớp lãnh đạo. Nói là tầng lớp lãnh đạo thôi, nhưng mà gần như là họ chỉ tham gia ý kiến, đóng góp ý kiến, xây dựng cái đường lối thế thôi, chứ còn họ không trực Rồi tiếp rồi đứng rồi là chỉ thí dụ đạo. như mình 95 triệu người mà mình có khoảng 4 5 triệu gì đó, thì những cái ưu tiên gì đảng và nhà nước dành cho những đảng viên? Tại vì ấy kêu nghĩ nếu mình vào một cái tổ chức gì đó mình phải có một cái gì lợi ích cho mình chứ. Thí dụ nói thí dụ thôi. Tại vì có ấy vì cái xem cái video có một cái anh này, anh là đảng viên rất là trẻ, hai mấy tuổi thôi, khi mà ảnh va chạm đụng xe gì đó thì ảnh bước ra, ảnh lấy cái thẻ đảng viên của ảnh, ảnh đưa ra ngoài, ảnh đưa ra ngoài cho cái ông cái người lái xe kia, nó đó mày thấy tao là đảng viên nè, mày chạy lấu cá là coi chừng tao gọi công an tới tao bắt bỏ mẹ mày đó. Thì những cái lợi ích đó nó có thật không Luli? Nhưng mà ai kêu xem cái video clip này là thật nha, chứ không phải là không bao giờ mà ghép hay gì hết đó, đó gọi là nó quay live luôn thì cái người đó mới post lên rồi đó. Có không, có ví dụ như mình có những cái lợi ích gì riêng không, ví dụ như mình đụng chuyện gì đó mình gọi lại thì 113 nó tới lẹ hơn hay không? Em hỏi anh AQ, ông Ngô Kỷ, ông bảo thằng Donald Trump là thằng khùng nước Mỹ là con điếm chính trị đấy, thì cái Không đấy nó sao, có đúng không? không 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 cái đó không sao. Ở Mỹ ok, nếu mà Luli nói như vậy thì kêu nói ở Mỹ mình có quyền tự do, mình nói ông đó khùng, ông nói gì bất cứ được, nhưng mình đừng có xúc phạm tới một cách mà kiểu mà cá nhân, mà gọi là bôi bác cá nhân thậm tệ cả. Còn những cái gì còn đa số thì nó tự do ngôn luận.
Nhưng mà AQ thấy cái clip đó mà Luli, thì AQ muốn hỏi là nếu Luli hiểu về cái lợi ích của đảng viên như thế nào. Em nói với anh ấy, có những lúc mà có những kẻ nó gọi là khùng khùng điên điên, nó giả giả điên điên, hoặc có những cái câu chuyện nó tự tạo dựng ấy, thì anh xem anh phải chất lọc. Anh ở Mỹ anh đảng viên có cái quyền gì không? Đảng viên ở Mỹ như thế nào thì đảng viên ở Việt Nam y như vậy đó. Louis nói vậy thì chưa đúng, là tại vì vậy, tại vì luật của Mỹ nó khác với luật Việt Nam lắm, Louis. Tại nó vì không mỗi có gì mỗi... khác cả. Nhưng mà cái vấn đề về đảng viên thì nó giống nhau. Em nói anh sao anh? Ok, rồi tính thì AQ không, tại vì AQ không không biết cho nên AQ hỏi thôi. Thì tại vì không biết hỏi mà em trả lời anh lại bảo không phải. Thế không hiểu là trong đầu anh thì có những cái điều gì? Không có gì hết Louis. Tại nhưng vì thì AQ, ví dụ AQ nhá, thấy anh AQ này. Anh hỏi rồi. Đúng không? Anh bảo anh không biết, anh hỏi đúng không? Thì em trả lời. Đến khi em trả lời xong thì anh bảo anh phải nghe. Thì anh không có quyền cãi bởi vì anh không biết mà. Không biết không. Nói cái gì đâu mà. Nó cũng phải còn anh tự suy nghĩ, anh tự nghĩ ra là nó có cái gì không đúng trong cái câu trả lời của em. Thì anh... Không phải. Rồi. Thì anh kêu muốn thắc mắc tò mò về mấy cái vụ này lắm, tại vì không biết là họ có một cái gì đó riêng tư. Em nói để cho anh khi... nghe này. Rồi. Em nói cho anh nghe, nói ra thì có thể là anh vẫn không tin, nhưng mà nói như này, đảng tin. Viên ấy, khi mà anh làm ở trong một cái cơ quan nào đó thì anh có cơ sở, có khả năng, có cái con đường là được lên làm lãnh đạo. Đấy, đảng viên rồi. Nó được nghiễm nhiên cái quyền đó là bởi vì sao? Bởi vì là nguyên tắc lãnh đạo là những người đảng viên. Lãnh đạo nhá, nó hoàn toàn khác với những vị trí về kỹ thuật, quản lý về kỹ thuật, anh hiểu không? Dạ, đúng rồi. Hai nữa là vào làm đảng viên ấy, thì có một cái giả này, là anh phải đi sinh hoạt đầy đủ, có nghĩa là đi họp, đi họp chi bộ, tham gia các cái buổi họp đầy đủ. Hai nữa phải đóng đảng phí hàng tháng, không có chuyện cướp mà chia tiền đâu. Có nghĩa là mỗi một đảng viên phải đóng đảng phí hàng tháng. Đó. Cái câu đó AQ sắp sửa hỏi tới đó, mà AQ hình như là Luli đã đọc được cái cái suy nghĩ của AQ. Không, bởi vì là luận điệu của bọn anh nó chỉ quay đi quay lại đảng viên có được tiền hay không. Không, thì những cái đó nó khác đó, cái chỗ đó nó khác chỗ đó đó Luli nè. Tại vì ở Mỹ theo sự hiểu biết của AQ thì mình vào một cái đảng Cộng hòa hay Dân chủ gì đó cũng có đóng lệ phí, nhưng mà nó không phải giống như là cái cách đóng của ở Việt Nam, nhưng mà cũng có đó, có kiểu là hình như là nó cũng có đó, là cũng có đó, nhưng mà nó không phải là như Việt Nam, là như là Việt Nam là nó thâu hàng tháng hay là sao luôn đi. Thí dụ nghe nó nói là ai nói đó. Hàng tháng mỗi tháng một cái số tiền rất là nhỏ, nó rơi vào khoảng 30 cent ở Mỹ rồi đấy. Không thì mình so với tiền Mỹ thì mình cũng không thể nào nói được, tại vì cái đời sống của Việt Nam với Mỹ thì nó rất là khác nhau, cho nên số tiền là đương nhiên là nó phải chênh lệch, nhưng mà cũng có nghĩa là cũng có tại vì thì cũng nghe nhiều rồi mà lâu nay mấy cái chuyện này kêu không có đề cập, thì hôm nay là nó đúng cái chủ đề của Luli. Chắc Luli có vẻ là thông thạo, hiểu biết nhiều hơn AQ chỉ thấy hỏi vậy thôi. Thật sự hỏi thì các anh chị cho là xuyên tạc, nhưng mà những cái gì mình thấy mình hỏi, còn nếu Luli nói thì AQ chấp nhận thôi, đâu có gì đâu. Lúc đấy đầu thì mình chưa biết. Quý biết ấy, người đảng viên ấy, ở Việt Nam nó khác với ở các nước khác. Ở Việt Nam ấy là đảng viên phải đi trước, có đấu tranh cái gì đảng viên cũng phải đấu tranh trước, đảng nước theo sau. Đấy, cho nên là cũng giống như là những người mà đi nội ao nội sông đấy, đảng viên phải dẫn dắt phải đi trước. Nếu mà có sụt hố sụt hầm, dẫm cọc, dẫm đinh dẫm gai là đảng viên là phải là người dẫm trước, rồi là nước có nhìn thấy và tránh. Nguyên tắc còn thứ hai nữa, ở Việt Nam là mỗi một đảng viên khi họ tham gia vào cái đảng này đấy, là nguyên tắc là họ tham gia vì lý tưởng chứ không phải là vì quyền vì chức. Cho nên là hỏi những người nào bỏ vào đảng viên có quyền lợi gì không, thì Lưu Ly xin nói những ai vào đảng viên vì quyền lợi thì kẻ đó không sớm thì muộn cũng bị tha hóa biến chất và bị loại ra khỏi đảng. Đấy, ví dụ như Trịnh Xuân Thanh, ví dụ như là Đinh Na Thăng, hay là ví dụ như là những cái người mà bây giờ người ta gọi là quan tham, tham ô, tham nhũng bị bắt hết. Nhưng mà Lưu Lê nói là vào đảng không có lợi ích, nhưng mà cái câu hỏi là khi mình vào đảng thì, nhưng có nghĩa là những cái chức vụ trong nhà nước
là mình phải có đảng là mình mới vào được, hay là người dân cu đen như Luli mình có thể ra ứng cử được không? Không, ở Việt Nam thì nguyên tắc đảng lãnh đạo thì nhà nước là một bộ máy là đảng cử người ra lãnh đạo, cũng giống như Mỹ ấy. Gọi là những cái người mà thuộc đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, họ được cử ra để làm những cái chức vụ ở trong chính quyền. Nó chẳng có gì, cái hệ thống pháp luật rồi hệ thống công quyền ở Việt Nam nó chẳng có gì khác với các nước dân chủ trên thế giới. Không, tại vì đảng Anh lãnh đạo thì đảng Anh cũng cử người ra vào những cái vị trí đó để làm việc. Nó cái chỗ này không biết có khác hay không là lưu ly, tại vì mình vào đảng ở Mỹ á, mình chỉ nó đưa một cái đơn, là mình điền đơn vào, mình nói là mình xin gia nhập vào cái đảng đó đi, mình không có một cái thẻ giống như là một cái thẻ căn cước, giống như là ở Việt Nam nó có một cái thẻ màu đỏ hay gì đó đúng không? Mình nói ta đấy, đây là thẻ đảng viên, nó cũng giống như là đấy, một member trong một câu lạc bộ nào đấy thì đều có cái thẻ của nó, cái đấy có cái gì đâu mà. Thì ý nói là tức nghĩa là cái thẻ đó mình có thể dùng cho thí dụ như công an họ chặn lại mình đi, mình có thể đưa cái thẻ đó để làm cái căn cước chính của mình không? Mình không cần cái chứng minh nhân dân, mình đưa cái thẻ đảng thì nó có giá trị hơn không? Không, không, nếu mà anh nói như thế là anh lại nhầm. Em nói thật với anh ấy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà anh không mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân thì anh có thể đưa ra đó để làm một cái gọi là để cho công an họ chứng nhận cho mình. Đấy, để họ xác minh lý lịch của mình. Bởi vì là trong cái đảng, cái thẻ đảng viên đó anh đã đầy, nó không phải đèn lý lịch đó kia rồi. Thì cũng giống như ở nước ngoài, khi mà anh đi ra ngoài anh có thể không mang theo chứng minh thư, anh có thể mang theo bằng lái xe. Ví dụ như ở bên anh thì em thấy anh Sơn Tây nói là bằng lái xe thì nó luôn vào cái thẻ căn cước của mình. Thế nhưng ví dụ như bên Hàn Quốc này chẳng hạn thì anh ngoài cái chứng minh thư ra anh còn có cái bằng lái xe. Đấy, ví dụ như là anh gặp cảnh sát hay đi làm giấy tờ ngân hàng, đi làm thẻ ngân hàng nọ kia, anh không có chứng minh thư thì anh đưa cái bằng lái xe ra họ cũng làm được cho anh. Nó giống nhau cả. Nó chỉ là một cái vấn đề thay cái bằng gọi thay cái gọi là cái giấy căn cước. Nếu như trong trường hợp anh không có giấy căn cước, còn nếu anh có giấy căn cước, người ta vẫn dựa vào cái giấy căn cước. Thế còn khi mà anh đưa ra thì tất cả là dù là đảng viên hay không phải đảng viên vẫn bình đẳng với pháp luật. Anh không được bất cứ một lợi lộc nào. Thậm chí đảng viên ấy, ngoài cái việc anh đã vi phạm pháp luật nhé, anh ngoài việc đã chịu sự trừng phạt của pháp luật, anh lại còn bị sự kỷ luật của đảng nữa cơ. Mà anh biết ở Việt Nam kỷ luật đảng ấy, nó rất là nặng. Anh có hiểu một người mà bị kỷ luật đó đi làm việc gì cũng rất khó khăn. Nó như vậy nè, ai kia thấy như vậy nè, lưu lại là tại vì ở Mỹ này á, khi mình xin gia nhập vào một cái đảng này nó không có cái trầm trọng, và cái cách thức mà vào đảng nó không có giống như ở Việt Nam là phải sàng lọc sàng sảy, là phải là con cháu của cộng sản ba đời hay là đủ thứ hết cho nên mới vào trong cái đảng được. Em hỏi khi không phải, nhưng anh Quy, anh ở bên Mỹ bây giờ có khoảng bao nhiêu phần trăm người có đảng? Cái chuyện đó thì cái thống kê đó thì AQ không có, nhưng mà cái cách mà vào đảng đó, nó không có rùm rà và khó khăn giống như ở Việt Nam. Để cho AQ nói, có thể là cái cách mà vào đảng của Việt Nam, nó hình như Việt Nam mình vào đảng là phải có tuyên thệ hay là phải có một cái gì đó để nó rất là khó khăn. Nè, theo cái tỷ số đầu người 95 triệu người thì có khoảng 5 triệu người, cái thống kê của AQ biết là khoảng 5-6 triệu đi thì được vào đảng thôi, thì nó rất là ít. Cho nên theo AQ nghĩ là những người đó là phải thuộc là kỳ cựu và yêu nước, phải nói là 110%, có nghĩa là họ có thể hy sinh. Khi mà Trung Quốc mà nó bước qua một cái là những người đó là người tiên phong đứng ra có thể chết vì nước. Đối với AQ nghĩ như vậy, tại mình khi mà mình đã tuyên thệ vào đảng là mình bảo vệ cái đảng, là khi mà tổ quốc lâm nguy thì mình có thể đứng ra là người đầu tiên đã tuyên phong, chứ không có đợi người dân. Em đúng không? Anh AQ chỗ này, anh lúc này rồi. Anh hơi xỏ lá gì đó. Có không? Duy thông cái gì vậy lâu ly? Đâu ấy cái chỉ nói câu này thì em đi. Nói thẳng câu là anh hơi xỏ lá rồi. Nói chung là hôm nay em rất là nhã nhặn, em không muốn chặt chém, nhưng mà nói thẳng câu là vào đảng là phải tuyên thệ trung thành với lại tổ quốc, không có từ trung thành với đảng. Rồi đúng. Thì hồi nãy mới nói là yêu tổ quốc đó. Rồi. Nhưng mà anh lại bảo là dù chết cho đảng, không có từ chết cho đảng. Tất cả các đảng viên Việt Nam,
tất cả các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam chết là chết cho Tổ quốc, chết cho đất nước, chết cho quê hương, không chết cho Đảng Cộng sản. Bởi vì tại sao? Bởi vì mục đích lý tưởng Đảng Cộng sản là sinh ra và tồn tại vì quê hương, vì đất nước, không phải vì đảng phái. Đấy là nguyên tắc. Đảng Cộng sản mang tên Đảng Cộng sản nhưng mang nặng chủ nghĩa dân tộc của Hồ Chí Minh. Nên anh phải hiểu điều đó. Cho nên thì xuyên tạc nữa là em chắc chắn. Cái chỗ nào ạ? Đây này Lưu Ly, cái chỗ nào EQ nói chưa rõ ràng, tại vì tiếng Việt mình nhiều khi mình hơi còn yếu. Lưu Ly biết là EQ qua Mỹ thì cũng 30 năm, cho nên tiếng Việt mình nhiều khi mình dùng những cái từ nó không có chính xác giống như là người Lưu Ly ở Việt Nam nhiều thì cái khác, cho nên cái dầu sai thì mình chỉnh sửa thôi, không có gì, không có gì gọi là xuyên tạc cả, tại vì nhiều khi EQ nói thì mọi người cứ cho là cái câu đó là khẳng định, không phải. Nhiều khi người Mỹ mình nói nó không có cái dấu hỏi, mình chỉ nói ra vậy thôi chứ không có đến, không phải là một cái gì là mình ấy kêu đâu có biết gì về Việt Nam đâu mà khẳng định một câu nói. Nên là mình nói thì nói cái cách nói của mình thôi, thì có nghĩa là những người đó lúc nào tổ quốc mà lâm nguy thì những người đó là người tiên phong, đúng không? Họ có thể hy sinh vì tổ quốc trước người dân. Em đã nói với anh một câu như này này, là đảng viên đi trước lội nước theo sau, cho nên là cái gì đảng viên cũng phải là tiên phong, là gương mẫu, đảng là đảng tiên phong đấy. Em không giấu giếm, không có ngại ngùng gì nói câu đấy cả. Bác Hồ đã nói rồi, đảng ta là đảng tiên phong, có nghĩa là đi trong bất cứ cái công cuộc nào, từ xây dựng đất nước, bảo vệ đất nước, lẫn giành lại quyền độc lập cho đất nước, thì đảng viên luôn phải là người tiên phong. Anh có thấy không? Cái sự khác biệt giữa Đảng Cộng sản và những người gọi là ba que hiện nay là gì? Là Đảng Cộng sản, những người đảng viên của họ, họ chấp nhận tù đầy, họ chấp nhận lếm mật nằm gai đó, sau đó họ tạo dựng lên một bộ máy rồi kêu gọi nhân dân đi theo. Còn đối với lại những tên ba que hiện nay, họ ngồi từ xa, họ kêu gào nhân dân lật đổ đảng để họ về lãnh đạo. Đấy là hai sự trái ngược, và tất nhiên kết quả nó cũng trái ngược. Rồi thì AQ hỏi cái Lưu Ly chỗ này nè. Đương nhiên cái người mà khi mình thầm, bất cứ người nào, không nói là Hồ Chủ tịch hay bất cứ ai, khi mà mình lập ra một cái gì mới, một cái văn bản mới, một cái hợp đồng mới, tất cả cái gì mới mà do mình tạo ra đó, thì tất cả những ngôn ngữ trong đó nó đều tốt đẹp cả, đúng không? Tại mình là người đưa ra, mình đâu có muốn viết cái gì xấu trong đó đâu, thì sau này lịch sử sẽ phán quyết mình thì sao. Thì đương nhiên ngay từ thỏa ban đầu cái gì nó cũng đẹp hết, nhưng mà Lưu Ly có chấp nhận là nhưng về càng ngày càng sau thì cái người mà họ dùng những cái ngôn ngữ đó, nó có thể nó khác biệt với lại cái người mà tạo ra không? Tại vì trên lý thuyết nó khác với thực hành. À, ý kêu muốn nói vậy, không biết lại kêu ý kêu có cách nghĩa sắc để em diễn đạt lại cái ý của anh. Ý anh nói là ngày xưa lúc đầu Đảng Cộng sản ra đời thì nó rất là tốt đẹp, nhưng đến bây giờ thì nó xấu xa. Anh cứ nói thẳng câu như thế. Thì không, để cho anh thoải mái mà. Không, tại vì nói thẳng xấu xa thì các anh chị ở đây cho lại kêu xuyên tạc. Mày nói gì kỳ vậy? Bằng chứng đâu mà ở Mỹ là sao biết? Nhưng mà với cái bản gọi là khi anh nói ra mà em giải thích cho anh có sự ghi nhận và hiểu thấu đáo thì nó như thế. Chứ không phải là hôm nay em giải thích như thế rồi mai anh sang diễn đàn khác anh vẫn tiếp tục nói những điều như thế. Thì như thế gọi là xuyên tạc. Không phải. Ok, cho IQ nói cái chỗ này rồi Lưu Ly trả lời câu hỏi của IQ. Không phải là tại vì tại sao có nhiều khi một hai câu hỏi nó rất là quan trọng mà mình phải lặp đi lặp lại, là tại vì cái sức hiểu biết của Lily nó khác. Tại vì thí dụ đi, Lily tuy là Lily là người Việt Nam nhưng Lily hiện tại đang ở Nam Hàn, thì cái sự hiểu biết của Lily nó hơi dân chủ một chút. Đối với IQ nghĩ như vậy thôi. Lợi Minh cũng là ở Mỹ, chú Cầm là ở Mỹ, những người đó cái suy nghĩ nó hơi dân chủ. Còn ở Việt Nam đó, IQ thấy thôi nha, cái này là dự nhận định kêu đa số những người Việt Nam có một cái suy nghĩ nó hơi bị hạn hẹp chút xíu, biết là câu chuyện nó như vậy nó không đúng nhưng mà lại cho nó là đúng. EQ thấy như vậy thôi, EQ không có nói người nào đó, cho nên EQ phải cần dẫn chứng của người trong nước, người ở giữa nước và người ở ngoài nước xa xa. Đó là những chiều khi những câu hỏi đó EQ hay hỏi lòng vòng thì mọi người cho là xuyên tạc. Không phải đâu, cái đó là cách để thu thập những tin tức để mình coi cái nào hay cái nào đúng. Tại một người chưa chắc là đúng, có thể Lưu Ly ngày hôm nay Lưu Ly thí dụ thôi, em dùng cái chữ hơi nhỏ nhỏ thôi nha, không có nói Lưu Ly, có thể Lưu Ly hơi bưng bô, đó là người ta hay nói, nhưng mà người khác chưa chắc là bưng bô,
đó rồi đó, IQ không có muốn cắt nghĩ nhiều về cái vụ đó, nhưng mà bây giờ là Luli trả lời với IQ là cái cách nhìn của IQ trước đúng khi không? Em trả lời câu hỏi đó, trước khi em trả lời câu hỏi đó thì em lại có một nhận xét về anh với cái rồi. Cách anh đi hỏi như vậy, em không gọi anh là xuyên tạc, nhưng em có thể xếp anh là người không có tư duy. Tức là rồi đúng, chấp nhận. Anh làm thử nhiều lần thấy nó không sai thì nghĩa là nó đúng. Tức là anh hỏi không, người này, xong là anh hỏi người kia, thấy tất cả đều trả lời nó giống như thế thì anh nghĩ chắc là nó đúng. Không. Anh có công nhận với em điều đó. Hiện không, anh đang làm cái phương pháp như vậy. Không. Ok, để cho IQ, nếu mà Luli nghĩ IQ như vậy thì IQ nói là không phải. IQ có cái cách suy nghĩ của IQ, IQ muốn để tìm hiểu gom góp em... để IQ đem... Để em nói xong ngã, bởi vì bây giờ anh nói nhá, anh muốn nghe ý kiến của người ở trong nước, người ở Trung Trung, người ở ngoài nước để anh nhận xét đúng không? Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh đang đi dò, giống như là đi kiểu như là làm toán, nhưng mà anh có biết làm toán không? Làm toán một cái kiểu cứ ta lấy cái kết quả này, ta đập vào đây, nếu mà nó đúng thì là nó đúng, nó sai là nó sai. Tức là anh không có cái sự biện, gọi là biện chứng ở trong đầu. Nghe một người nói không cần nghe nhiều, nhưng mình suy ra, mình nghĩ và ngẫm và cảm thấy người đó nói logic hợp lý thì phải nó công nhận đó là chân lý. Còn không phải là cứ nhiều người nói như vậy thì nó là đúng. Bởi vì anh đã xem chương trình ai là tìm ai là triệu phú chưa? Nhiều số đông đấy chưa hẳn là đúng. Một người chưa hẳn là sai. Thế trên, mà anh cứ trên... đi hỏi dòng như thế. Rồi, trên lý thuyết thì Luli nói cái gì cũng đúng cả. Nhưng cho IQ cắt nghĩa chỗ này, xin lỗi. Một chút thôi rồi Luli sẽ trả lời câu hỏi của IQ là như vậy. Tại vì cái người đầu tiên IQ hỏi, cái câu trả lời đối với khi IQ nghe, IQ suy nghĩ, cái câu đó chưa đúng, thì IQ bắt buộc phải đi người thứ hai. Người thứ hai vẫn nói tự tự như nó, né như nó, thêm một chút xíu. Thứ cũng chưa đúng nữa. IQ chưa có xác nhận. IQ chưa có phục. Chưa có phục mà anh nói chuyện người ta, anh cảm thấy người ta nói chưa đúng, tức là anh đã có kết quả của anh rồi, thì anh mới biết được đâu là đúng, đâu là sai. Đúng vậy, cho nên mình muốn hỏi thì mình muốn so sánh. Khi mà anh đã biết rồi mà anh còn đi hỏi người ta thì anh đang chơi người ta. Không phải Luli, cái đó là mình muốn thử cái sức trí tuệ của mình, cái sức hiểu biết của mình nó có giống như những người khác hay không. Tại sao không mang ra đàm thoại là tôi có cái này, anh thấy ra sao, anh có cái kia, tôi thấy ra sao. Mà anh lại cứ giấu của mình và đi hỏi của người khác. Như thế là mang một cái tính chất rất là thâm nho. Không anh có. Hiểu không? Ok, rồi. IQ, tại IQ không có ở trong nước, cho nên nhiều khi những cái tình hình mà nó xảy ra trong nước là IQ không có nắm chắc. Đó là như vậy. Mọi người... Cái vấn đề như anh cũng đã nói đấy. Rồi. Đảng Cộng sản lúc đầu sinh ra là anh công nhận nó rất tốt đúng không? Hồ Chủ tịch lập ra Đảng Cộng sản và mục đích cũng như là cái đường hướng hoạt động và kết quả hoạt động nó hoàn toàn đúng đắn. Anh có công nhận điều đó không? Rồi. Đó đúng không? Nhưng đúng. Hiện nay anh chê là nó đã đi lệch hướng so với lúc ban đầu đúng không? Đúng. Đấy, nó là vấn đề. Em nói cho anh biết, cái xe cũng thế thôi. Cái xe anh chạy đấy, lúc đầu nó chạy rất là ngon, nhưng sau này nó có thể là hỏng hóc hoặc là nó có thể có trục trặc. Anh, vấn đề của anh là anh cần phải sửa chữa, nâng cấp nó. Đúng không? Phải thường xuyên tu sửa nó thì nó mới được. Và hiện nay Đảng Cộng sản cũng thường xuyên làm như thế. Đó là thứ nhất. Thứ hai, cái giai đoạn ngày xưa đó là cuộc chiến tranh vệ quốc, bảo vệ đất nước, giành lại độc lập tự do cho nhân dân. Nó có một cái cách hoạt động khác. Nhưng cái ngày hôm nay, tức là cái ngày phải đi tìm hạnh phúc, thì cái đường hướng hoạt động nó có những cái điểm khác, nó có những cái căn bệnh khác, thì chúng ta, cái tầm nhìn của chúng ta, tầm nhìn của anh nó bị thay đổi, chứ không phải Đảng thay đổi. Anh hiểu không? Chết, AQ rớt lúc nào mình không hay, cứ mải nói quá. Thì nó đồng thời nó cũng nhận những trận gió nó lớn hơn. Buồm có to thì gió nó cả hơn. Đúng không? Thì nó có sự tròng trành, cái biên độ nó lớn hơn. Chúng ta phải hiểu rõ vấn đề là như thế. Mỗi một thời kỳ, mỗi một giai đoạn, nó có một cái đặc điểm, nó có một cái căn bệnh, hoặc nó có một cái gì đó. Cái vấn đề của chúng ta là phải luôn luôn tìm và khắc chế nó. Anh ở bên Mỹ anh biết. Anh đánh, anh chia bài hay anh làm những sòng bài anh biết. Hôm nay cái thằng đánh bài nó có cái chiêu thức nào?
để nó vào nó ăn cắp tiền, nó ăn tiền của nhà cái, thì nhà cái lại phải nghĩ ra cái để chặn nó. Thì hiện nay đảng có thế thôi, nó có những cái tiêu cực nào đó thì chúng ta lại phải tìm cách bằng những cái bộ luật, bằng những cái phương pháp hiện đại hơn để chúng ta diệt đi cái tiêu cực đó. Chứ đừng bao giờ nói là đảng thối nát hay không thối nát. Còn anh cứ so sánh là ở Việt Nam đảng có đặc quyền này, đảng đặc quyền kia. Rất đơn giản thôi. Là bởi vì công sức của họ bỏ ra suốt 73 năm qua, anh có thấy 73 năm qua, từ khi đảng cướp lại chính quyền từ tay Nhật, nhân dân Việt Nam có 2 triệu người chết đói. Ok anh nha, quý em sẵn sàng chờ đợi mà. Bác Cầm có nghe anh A Quy nói chuyện không? Nếu mà mọi người mà anh bác Cầm mà muốn lên phản biện gì với anh A Quy thì cứ lên thoải mái. Tất nhiên anh có thấy không? Hiện nay em nói với anh Sơn Tây, hiện nay Việt Nam có độc lập chưa? Hoàn toàn độc lập. Người dân Việt Nam gặp cảnh sát rút điện thoại livestream tự do chưa? Rất tự do. Còn tất nhiên đã có độc lập, có tự do thì bây giờ cái vấn đề chúng ta phải đi tìm hạnh phúc. Và hiện nay trên con đường đi tìm hạnh phúc đó, người dân Việt Nam cảm thấy hạnh phúc. Nó vô tư thôi mà. Cho nên là có một nhà văn phương Tây nào từng nói, hạnh phúc không phải là cái lúc chúng ta được hưởng hạnh phúc, mà vấn đề là chúng ta đi tìm hạnh phúc. Đấy là lúc chúng ta đang hạnh phúc. Cảm ơn Phu Choang đã bầu mình làm tổng thống. Bởi vì là mình thì mình cũng đang định mở cái gọi là diễn đàn trưng cầu dân ý, sang là mình sẽ thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa American. Nếu mà lúc nào mình làm diễn đàn trưng cầu dân ý thì Phu Choang vote cho mình một 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 phiếu nha. Nói cho các bạn hiểu thế. Chứ còn ở bất cứ một cái đất nước nào, nó có một cái phương thức hoạt động, nó có một cái cách hoạt động khác nhau đi chăng nữa, nhưng cái mục đích duy nhất nó cũng cũng chính là bảo vệ đất nước, giữ được cái độc lập tự do, rồi giúp nhân dân đi tìm hạnh phúc. Nó đơn giản vậy thôi. Đừng có so sánh giữa bác Cầm, bác ấy dạo này bác ấy không lên, dạo này bác Cầm bác ấy cứ thích gọi gái cộng sản cơ, chứ còn trai cộng sản mà đẹp trai như Lưu Ni là bác ấy ghét. Đâu rồi.